chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn ơi, các bạn có biết gì không? Hôm nay đội xe chúng mình và đội khủng long và các bạn thú trong rừng đã tìm ra một chiếc hồ rất là lớn các bạn ạ. Chiếc hồ này thì chúng mình sẽ không phải lo về thiếu nước cho khu rừng của chúng mình, và chúng mình cũng không bao giờ phải lo là sẽ bị hạn hán nữa các bạn ạ. Chính vì vậy, đội khủng long chúng mình đã nhờ các bạn đội xe cứu hộ cùng tham gia giúp đỡ để làm sạch hồ, để cho môi trường trong hồ sẽ thật là sạch và đẹp hơn. Đây sắp tới sẽ là một khu vui chơi mới của khủng long chúng mình đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Mặt hồ thì rất là rộng, nước rất là xanh, có nước chảy róc rách nữa. Thế này thì chúng mình chẳng bao giờ phải lo thiếu nữa. Thế nên chúng mình có nhờ anh xe ô tô chở đất này, cùng bạn máy cẩu này, cùng với cả anh xe tăng nữa, cùng giúp đỡ chúng mình đấy. Và các anh to lớn mà rất là khỏe nữa. Ôi, nước thật nhiều quá các bạn ạ. Anh ô tô anh đang chở đồ đến cho bọn mình đấy. Anh ấy vất vả quá. Anh ấy chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến giờ. Ôi, anh xe ô tô ơi, đội khủng long và các bạn thú chúng em thì cảm ơn anh nhiều nhé. Các em đừng khách sáo nhé. Rất vui khi anh đã giúp đỡ được các em đấy, cho nên anh cảm thấy rất là vui. Các em không phải ngại đâu nhé. Những việc đó các em cứ để anh sẽ hỗ trợ các em. Dạ vâng, chúng em cảm ơn anh. Khi xe ô tô đang trên đường từ bầy khủng long để đi vào đất liền thì lại gặp bạn máy cẩu đi ra. Chào bạn máy cẩu, bạn đi đâu vậy? Chào bạn xe ô tô, tớ đang nhận được lời mời giúp đỡ từ các bạn khủng long, nên mình đang đi quận xa để xem các bạn ấy cần mình giúp đỡ như gì. Vậy sao? Mình thì được các bạn khủng long nhờ suốt từ sáng đến giờ đấy. Vậy sao? Thế mà mình cũng không biết, để mình sẽ tham gia sớm hơn. Vậy hả? Thế thì bạn có thể tránh đường cho mình được không? Mình đang rất là vội đấy. Mình đang về chở đồ cho bạn khủng long đấy. Ôi, nhưng bạn ơi, mình đã ra giữa đường rồi. Mà bạn to lớn thế kia, thì có khi bạn lùi lại cho mình một tí nhé. Ôi, máy cẩu ơi, sao bạn lại nói vậy? Mình nghĩ bạn có thể quay lại đầu ngược lại, và bạn có thể nhường cho mình chứ. Thế là máy cẩu và ô tô cứ qua đi qua lại mà không ai muốn nhường cho nhau các em ạ. Thế là cuối cùng thì hai bạn cũng ngồi nóng lên và xảy ra va chạm với nhau. Bạn ô tô ơi, sao bạn quá đáng vậy? Mình đã ra gần đến nơi rồi mà bạn ở gần trên bờ hơn, mà bạn không quay đầu lại để cho mình đi qua. Thế còn bạn thì sao? Mình thì đang vội mà bạn cứ làm như vậy. Thế là không ai bảo ai, xe ô tô và máy cẩu rằng cô qua lại trên cầu và định lan xuống nước các em ạ. Thế là các bạn kêu cứu, cứu. Ôi các bạn đội xe ơi, các bạn khủng long ơi, cứu chúng tớ với. Chúng tớ bị ngã dưới nước rồi, chúng tớ sợ nước lắm, các bạn cứu chúng tớ với. Thế là bầy thú hả? Trời ơi, anh xe ô tô tải và bạn xe máy cẩu bị rơi xuống nước rồi, anh xe tăng ơi. Anh xe tăng và người nhện anh cứu hai bạn ấy đi ạ. Thế là xe tăng liền đi ra, đi lên trên cầu và nói: hai bạn ơi, hai bạn có làm sao không? Xe tải và ô tô nói: ôi, các bạn cứu chúng tôi với, tôi sợ lắm. Thôi được rồi, tôi sẽ dùng dây tời và sẽ kéo các bạn lên. Các bạn hãy bố vào nhé. Thế là xe tăng đã kéo xe ô tô lên trước các em ạ. Ôi, xe ô tô rất là ướt, hốt hoảng, người thì ướt sũng luôn, run lẩy bẩy nữa. Tiếp tục là đến máy cẩu, xe tăng cũng dùng hết sức lực của mình để kéo bạn máy cẩu lên đấy các em ạ. Thì máy cẩu rất là nặng, xe tăng đã phải dùng hết sức lực của mình để kéo. Ôi, cuối cùng thì mình cũng kéo được bạn lên rồi. Bạn có làm sao không? Ôi, xe tăng ơi, cảm ơn bạn nhé. Mình sợ quá, may mà có bạn kéo lên không thì mình và ô tô không biết phải làm sao. Đấy, các bạn nhớ chưa? Thì chúng ta đi trên đường mà gặp nhau thì tốt nhất là chúng ta có thể nhường nhịn nhau một chút, thì có phải tốt hơn không nào?
Nếu bạn ô tô chịu nhường lại, hoặc bạn máy cẩu chịu nhường lại, thì đâu có ai bị ướt như vậy. Ôi, chúng tôi biết sai rồi, lần sau chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ cũng nên nhớ nhé, trong cuộc sống của chúng ta thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giành phần thắng đâu. Các em hãy chịu nhường nhịn cho bạn khác để lấy niềm vui, để cho ta và bạn có cùng thêm niềm vui nhé, để tránh như xảy ra câu chuyện như xe ô tô tải và máy cẩu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video lần sau.